Hello, xin chào anh chị Ngày hôm nay phiên giao dịch của chúng ta Phiên giao dịch ngày 13 tháng 4 Ngày hôm nay thị trường của chúng ta điều chỉnh Ở một cái mức vừa phải đúng không ạ Điều chỉnh 5 điểm và cái thanh khoản đâu đó nó cũng nhỏ hơn cái phiên ngắm trước Ngày hôm nay cái giá trị thanh khoản nó chỉ đạt khoảng tầm là 11.400 tỷ đó, cái thanh khoản thấp khi mà điều chỉnh nó là một điều khá là tốt anh chị nhá Nước ngoài thì vẫn tiếp tục bán dòng với cái giá trị bán dòng ngày hôm nay nó khoảng 300 tỷ Thì đây là một cái điều vẫn rất là bình thường thôi khi mà ở nước ngoài mà bán dòng nhưng mà những cái mã cổ phiếu mà chúng ta lựa chọn nó có tăng hay không nó mới là điều quan trọng trong cái thời gian mà thị trường đi ngang ở trên cái vùng cản này đấy cái độ phân bổ dòng tiền thì ngày hôm nay khi mà thị trường điều chỉnh thì cái số mã giảm đâu đó nó cũng nhiều cái số mã tăng đó là điều hiển nhiên rồi đúng không ạ rất là dễ hiểu xem nào ngày hôm nay thị trường của chúng ta nước ngoài bán chủ yếu là vnd và hpg trong đó stb có bán một chút nhưng mà thực ra là em không thấy ảnh hưởng lắm đúng không? nó uh, thực ra nó có ảnh hưởng một chút nhưng mà cái việc mà stb nó cũng vẫn tăng điểm và có những cái lệnh tiền to trong ngày hôm nay là một cái điều khá là tích cực đối với cổ phiếu này đó thì ngày hôm nay đúng không ạ ngày hôm qua chúng ta cũng đã có những cái thông tin cpi mỹ ra và nó thấp hơn cái dự báo và cũng như là thấp hơn tháng trước, cũng như là CPI lõi thì đâu đó nó cũng không có gì chuyển biến nhiều thì nó vẫn cho thấy được rằng là cái dấu hiệu của lạm phát nó chúng ta Fed sẽ cần mạnh tay hơn để có thể là uh, kiềm chế lại cái lạm phát đó đấy thì cái dư địa để mà tăng 0,25 điểm phần trăm của Fed em đánh giá là vẫn còn Đấy, em đánh giá vẫn còn và chúng ta cũng đã nhận định ở trong uh, chúng ta cũng đã nhận định ở trong cái bản tin sáng nay đúng không ạ? À, bản tin sáng nay thì chúng ta có gì? Chúng ta có thế giới ngày hôm qua đó nhận thông tin CPI Mỹ thấp hơn dự kiến, thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm dù cho lạm phát yếu hơn dự báo. Nhà đầu tư lo ngại về suy thái kinh tế ngay cả khi số liệu lạm phát thấp hơn dự báo. Fed cũng sẽ dự báo suy thái kinh tế diễn ra vào cuối năm nay và dữ liệu từ CME Group cho thấy 70% Fed sẽ tăng 25 điểm cơ bản ạ thì cái việc này uh, ngày hôm qua chúng ta cũng thấy là một cái thông tin nó khá là tích cực uh, đến cái thị trường. Nhưng mà thị trường của chúng ta nó không phản ứng như vậy đúng không? Dường như là nó không bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những cái thông tin này rồi và uh, đâu đó những cái dòng tiền lớn ở trong thị trường họ cũng đã biết được những cái tin này trước chúng ta và họ đã có những cái hành động, hành động rồi đó. Và về thị trường thì chúng ta kỳ vọng kỳ kỳ vọng thị trường hồi lên đến cái vùng mươi 1085. Đấy, nhưng mà với dòng tiền yếu và luân phiên qua các nhóm ngành như thế này thì ngày hôm nay thị trường của chúng ta nó đã thực hiện tiếp một cái phiên điều chỉnh về cái vùng 1064 và cuối phiên có rút chân lên một chút. Và chúng ta nên tham gia các nhóm ngành chưa có cái dấu hiệu uh, chưa có cái dấu hiệu điều chỉnh mạnh đúng không ạ tức là nó mới điều chỉnh một phiên và phiên hôm nay là cái phiên thứ hai thì chúng ta nên tham gia những cái nhóm ngành đó và cái cái dòng tiền thì em đánh giá là nó chưa thoát ra thị trường đâu đúng không ạ khi mà thị trường của chúng ta tăng 10 phiên như vậy thì em đánh giá là cái độ an toàn của thị trường của chúng ta nó vẫn vẫn còn vẫn còn nó chưa có quá nhiều những cái sự đe dọa khi mà hầu hết là cái dòng tiền nó luân phiên qua những cái nhóm ngành và uh, có thể là nhóm ngành này Uh, nó tăng nhóm ngành kia thì nó lại giảm thôi đấy nên là cái cái việc mà để mà thị trường xấu đi khi tất cả các nhóm ngành nó đều lăn ra nó sàn cũng như là nó giảm điểm mạnh ý, thì cái điều đấy chúng ta chưa thấy đúng không ạ và các cổ phiếu chạy sau trong nhóm ngành và trong các nhóm ngành nó cũng là một cái sự lựa chọn thì một, một lúc nữa chúng ta sẽ cùng đi bóc tách những cái cổ phiếu đó là cổ phiếu nào và hiện tại cái lựa chọn cũng như là cái chiến lược mua những cái mã cổ phiếu như thế nó có hiệu quả hay không đấy và nhóm chứng khoán ngày hôm qua thì đã bị bán với von lớn cho thấy cái sự Uh, cho thấy cái việc mà nhóm này nó sẽ cần điều chỉnh thêm và tạo ra một cái nền mới. Đấy. Thì những cái nhóm này nó cũng đã có cái dấu hiệu phân kỳ RSI rồi. Uh, giả dụ như cổ phiếu CTS ngày hôm qua chúng ta cũng đã cùng phân tích, đúng không ạ? Anh chị có thể thấy là cái RSI của CTS trong cái nến ngày nó cũng đã tạo ra hai đỉnh và đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Ở trong khi giá cổ phiếu thì lại đỉnh trước lại uh, lại uh, thấp hơn đỉnh sau. Đấy, thì nó tạo ra một cái sự phân kỳ có nghĩa là uh, cái nỗ lực tăng giá, đúng không ạ? Nó đã không còn mạnh nữa, nhưng mà cổ phiếu nó vẫn cố tăng thì nó cho thấy được rằng là đây là một cái dấu hiệu sắp điều chỉnh của cổ phiếu và chúng ta có thể thấy là CTS nó cũng đang điều chỉnh. Ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã dự đoán là CTS có thể nó điều chỉnh với cái đường ma 20 tức là đâu đó vùng giá là 15.9 đến 16. Thì ngày hôm nay nó cũng đã tiếp tục điều chỉnh rồi, đấy. Nhưng mà thanh khoản nó không lớn cho lắm, đúng không? thì nó sẽ cần một cái cái phiên điều chỉnh xuống cái vùng này thì đây mới là cái điểm mà chúng ta có thể là xem xét mua thăm dò để ăn cái điểm mua kéo ngược giống như là cổ phiếu DIG. Uh, của cái cái phiên này anh chị nhé phiên này Dg giảm rất mạnh với thanh khoản lớn từ đầu phiên và chúng ta đã bắt Dg đúng không ạ ở cái phiên này và đâu đó lợi nhuận uh, ngày hôm nay đâu đó chúng ta cũng đã được một cây trần rồi đấy và chiều nay em cũng đã báo anh chị là chúng ta chốt bớt Dg và sell cũng bắt ngày hôm đó đúng không ạ sell cũng bắt ngày hôm đó và lợi nhuận đâu đó cũng đã gần được một cây trần đấy khoảng 4 đến năm phần trăm gì đấy thì uh, ngày hôm nay cũng đã chốt một nửa rồi và sẽ chờ đợi chốt tiếp bởi vì nó chưa có cái dấu hiệu gì là quá xấu cả đấy, đối với hai cổ phiếu này đó thì đấy là những cái những cái dấu hiệu của nhóm chứng khoán là có một số những cái mã cổ phiếu nó có tạo phân kỳ RSI rồi đấy và nhóm dầu khí thì đang muốn đánh lên đúng không ạ sáng nay em cũng nhận định là nhóm đầu dầu khí đang muốn đánh lên thì sáng nay PVS này cũng như là PVC đúng không ạ cũng như là BSR nó cũng đã đánh lên và BSR nó vẫn đánh trong cái khung này đến cạnh trên thì nó đập xuống và có một cái cổ phiếu khá là xấu đó là PVD ngày hôm nay giảm điểm với thanh khoản lớn và mới có một cái cây nến khá là xấu như này Đấy, thì đâu đó chúng ta phải đặt ra cái nghi ngờ về cái việc cái 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 việc tăng giá của nhóm dầu khí trong cái thời điểm hiện tại, Đấy, nó không tăng bứt thoát được và nó không tạo ra những cây nến thanh thoát thì anh chị nào mà chúng ta đang có ý định vào nhóm ngành chứng khoán và chúng ta đã à, nhóm ngành dầu khí hoặc là anh chị đang cầm cổ phiếu dầu khí thì chúng ta cũng sẽ cùng uh, phải cân nhắc lại anh chị nhắc cân nhắc lại về cái nhịp tăng này khi mà giá giá dầu đúng không ạ giá dầu đang liên tiếp tăng trong cái thời gian vừa rồi do cái yếu tố chính trị Đấy. cái lượng cái lượng cung bắt đầu nó bắt đầu hiếm dần đi và cái giá dầu nó đã tăng lên đúng không ạ giá dầu tăng lên không biết là hôm nay lên đến giá bao nhiêu rồi đúng không? đây lên đến 86 rồi đúng không? một cái pha mà giá dầu xuống tận 73 sau đầu vòng tăng một mạch lên 86 rất là mạnh đấy chứ không phải là cái giá dầu tăng là những cái mã cổ phiếu dầu khí nó sẽ tăng đâu anh chị nhé nó còn dựa vào rất là nhiều những cái yếu tố doanh nghiệp dầu um, khí nó như nào nó có câu chuyện gì không đúng không ạ nhóm dầu khí thì bật tăng nhưng mà trong suốt những cái phiên vừa qua thì em không điểm mua cái cổ phiếu nào của trong nhóm dầu khí cả đấy thì sáng nay thì nó tăng thật sáng nay nó tăng thật đây PVD sáng nay tăng rất là mạnh lên cái vùng giá đâu đó là 21.65 Cuối phiên bị bán về 21 như này đúng không? ạ Thì em hơi đắn đo về cái nhịp tăng này của dấu khí cho anh chị nào mà chúng ta cầm dấu khí thì anh chị uh, nên lưu ý anh chị nhá. Nhóm thép và đầu tư công cũng như là vật liệu xây dựng đang tạo nền hồi phục nhưng mà thanh khoản khá thấp. Thì anh chị có thể xem NKG đúng không ạ cũng như là HSG. Đấy, thì đây là những cái mã cổ phiếu tạo nền nhưng mà cái thanh khoản nó thấp như này, nó không có cái sự đánh lên và nó không có cái sự xây nền thì khả năng cao nó sẽ tiếp tục rơi thì hôm nay nó rơi thật đúng không ạ? Như NKG nó rơi luôn về cái vùng hỗ trợ bên dưới. Đây là cái vùng này anh chị nhá. Đấy thì khả năng rơi xuống đây nó cũng sẽ có một cái nhịp hồi đúng không ạ? Nó có một nhịp hồi giống như cái nhịp này. Đấy thì anh chị nào mà chúng ta muốn bán, chúng ta bắt ở những cái phiên này chúng ta muốn bán thì anh chị cân nhắc là những cái phiên hồi đó, những cái phiên hồi tiếp theo là những cái phiên để chúng ta bán ra với những mã cổ phiếu như này. Đấy, năm kim thì cũng hồi một phiên nhưng mà thanh khoản rất là thấp đúng không ạ? Thanh khoản rất là thấp, hồi phục với thanh khoản thấp là những cái phiên hồi phục nó không hề mang cái tính chất tin cậy nên anh chị lưu ý nhá. Đấy, nó hồi một phiên và nó rơi hai phiên thì khả năng rất cao nó cũng sẽ xuống những cái vùng hỗ trợ bên dưới đâu đó vùng 14 này đấy 14 đến 14 2 này nó cũng sẽ hồi thôi đấy hôm nay nó chỉnh hai phiên rồi thì nó cần chỉnh một cái phiên nữa thì nó mới có thể hồi phục được à, thông thường là như vậy anh chị nhé và hoa phát cũng thế giống hoa sen đúng không ạ cũng rơi nền và xuống nền bên dưới đấy căng nó cứ nó cứ hồi hai phiên nó rơi như này nó hồi hai phiên như này rơi như này nó tạo cho chúng ta những cái kỳ vọng đúng không? cái nhóm thép và vật liệu xây dựng cũng như đầu tư công em cũng đã nhận xét cho anh chị trong khá là nhiều những cái phiên trước rồi là chúng ta không nên thò tay vào những cái nhóm ngành này đúng không ạ không nên thò tay vào những nhóm ngành này khi mà nó chưa có cái biểu hiện gì là có cái dòng tiền mà nó cứu vớt cả đúng không ạ đấy thì ngoài những cái nhóm đấy ra đúng không? chạy sau bất động sản nhóm bất động sản tốt chạy trước chúng ta có đích xeo chạy sau bất động sản chúng ta có khang điền nam long và tdc nên cần có chiến lược mua đối với nhóm tốt chạy trước tức là nhóm đích đấy và hạ tỷ trọng tốt chạy sau sau khi tăng mạnh đó là cái tốt khang điền nam long và tdc thì anh chị có thấy là khang điền đúng không ạ à, ngày hôm qua sau một cái phiên tăng mạnh ngày hôm nay nó cũng có cái sự điều chỉnh thì chúng ta hạ những cái phiên này là đúng rồi đúng không ạ những cái phiên điều chỉnh này mà anh chị mua từ dưới là chúng ta có thể hạ chúng ta có thể hạ bớt đấy chúng ta có nam long đấy ngày hôm nay cũng là một cái phiên bán này này thì bán ở phiên này là đúng rồi phiên hưng phấn mở gáp lên chúng ta bán là đúng rồi đó còn tdc đúng không? tdc ngày hôm nay cũng vậy hưng phấn mở gáp lên như này là cái phiên mà chúng ta bán đúng không ạ cứ hưng phấn là chúng ta bán mà đỏ chúng ta mua chúng ta cũng đang cầm đạt phương từ cái phiên này đấy từ cái phiên này hiện tại đang có lãi rồi đấy đang có lãi rồi và ngày hôm nay là cái phiên mà chúng ta hạ bớt thôi đúng không? mà nó mở gáp như thế này đó và chúng ta sẽ dình mua với những mạng cổ phiếu giống như là đích khi mà nó đang đi nền ở trên này đấy và cái điểm mua tiếp theo thì khi nào có điểm mua thì em sẽ điểm đó khi nào có điểm mua thì em sẽ điểm còn hiện tại là chúng ta mới chú ý đến những cái nhóm top sau này thôi đấy. những cái cái nhóm top điều chỉnh những cái nhóm mà điều chỉnh trước đấy, top chạy trước cái đích chúng ta cứ chú ý thôi đó. khi nào nó về đến những cái đường hỗ trợ bên dưới mà em cảm thấy là có lực cầu vào và nó đủ yếu tố kỹ thuật đáp ứng thì em sẽ báo anh chị mua chúng ta đã ăn một vòng rồi đối với những mã cổ phiếu này rồi nên là hiện tại chúng ta sẽ chuyển sang những cái mã cổ phiếu khác đó và những cái mã cổ phiếu chú ý ngày hôm nay chúng ta có FRT uh, DGW đúng không ạ thì ngày hôm qua chúng ta có HX chạy rồi đúng không ạ và ngày hôm nay thì em uh, khuyến nghị anh chị là chúng ta để ý cái nhóm uh, sau là nhóm chạy sau là nhóm DGW và nhóm FRT đúng không ạ thì FRT hôm nay chạy rồi Đấy, thì bên em cũng đã mua uh, chúng ta cũng đã mua FRT uh, giá 65 ngày hôm qua rồi đúng không Và ngày hôm nay nó còn có giá 65 để cho anh chị mua cơ. Đấy, ngày hôm nay tiền uh, cuối phiên vào rất nhiều đối với FRT. Đấy, FRT ngày hôm qua thì chúng ta cũng đã mua rồi. Đây, chúng ta cũng đã mua FRT về giá 65 ngày hôm qua rồi. Và nó đang đánh theo cái mẫu hình là uh, rising three Method đúng không ạ? Thì hôm qua chúng ta cũng đã sâu lên với nhau cái mẫu hình đó là cái mẫu hình này đây là cái mẫu hình tiếp diễn xu hướng tăng của cổ phiếu anh chị nhá đấy khi mà nó tạo những cái mẫu hình như thế này rồi thì khả năng nó tăng tiếp là khá là cao vậy nên là chúng ta cứ đúng kỹ thuật là chúng ta vào thôi đó đấy đấy là đối với nhóm anh bán lẻ đúng không ạ chúng ta hôm nay có FRT với DGV kép là chúng ta chú ý được DGV kép hôm nay thì đi ngang trên cản với cái thanh khoản nó ở mức trung bình và nó vẫn đang nằm trên những cái đường MA không có vấn đề gì cả Đấy, và nó đang trong cái xu hướng chỉnh thôi đúng không ạ ngày mai nó chỉnh xuống một phiên dưới này là anh chị có thể là tham khảo đấy và target của nó là cái vùng 36.2 sáu hai tức đường em năm mươi màu tím này anh chị nhá đó thì đây là những cái mã cổ phiếu chúng ta để ý thủy sản IDI mà chúng ta sẽ mua khi mà test lại đúng không ạ thì hôm nay nó test lại thật đây hôm qua em vẫn còn vẽ là cái target khi mà chúng từ cái điểm mà chúng ta mua là vùng giá đâu đó 11.9 là nó sẽ hồi lên cái vùng trên này nếu mà thị trường nó ủng hộ ạ? thì này, ngày hôm nay nó điều chỉnh hai phiên rồi, có có khả năng ngày mai nó điều chỉnh nó dập dình ở đâu đó vùng giá là 11.7, 11.8 này là chúng ta đã có lợi thế về T rồi, đúng không ạ? Ngày mai khi mà thị trường của chúng ta nếu mà nó hồi phục ý, thì những cái mã cổ phiếu này em nghĩ rằng là trong những cái phiên sau đấy, nó cứ điều chỉnh một nó cứ điều chỉnh ba phiên rồi nó lại tăng hai phiên này. Đấy thì ngày mai là cái phiên điều chỉnh, đúng không ạ? Thì chúng ta cũng có thể là tham gia. Đấy cũng có thể là tham gia để nó kéo lên hai nhịp lên những cái vùng cản trên và cái dư địa lên đến cản trên này em đánh giá là vẫn còn anh chị nhá đánh giá là vẫn còn và nó đang đánh theo cái mô hình kênh song song này này Đấy, anh chị anh chị lưu ý nhá Đấy, nó đang đi trong cái mô hình kênh song song này thì rất có thể nó giống con FRT nhá Đấy, cũng đang kênh song song này Đấy, anh chị lưu ý nhá Đấy, và con FRT này đâu đó ngày hôm nay mấy ngày hôm nay chúng ta cũng có cái cũng có cái câu chuyện là ở ngoài miền bắc cũng bùng lên cái dịch covid khi mà chúng ta đã khá là chủ quan trong cái thời gian vừa qua về cái việc phòng chống dịch và tiêm chủng vậy nên là ngày hôm nay những cái mã cổ phiếu giống như là gvc cũng như là amv ngày hôm nay nó trần anh chị nhá Đấy, và anh chị đặc biệt là không nên lưu ý không không lưu ý là không nên đu vào những cái mã cổ phiếu dạng như amv và gvc nhá thanh khoản rất nhỏ đến khi mà nó sàn một cái là chúng ta không bán được đâu không ai mua thì chúng ta bán đâu anh chị nhớ nhá đó, thì ok thì tổng quan lại à STB hôm nay cũng đây em cũng báo anh chị là thăm dò quanh 26 đúng không ạ? Thăm dò quanh 26 thì STB ngày hôm nay uh, chúng ta cũng có cái giá đâu đó là 26.1 ở đây và buổi sáng cũng báo cho anh chị đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì cuối phiên tiền của KBC vào rất mạnh mặc dù là uh, tây bán nhưng mà anh chị có thể thấy được rằng ngày hôm nay uh, KB, uh, STB cuối phiên tiền vào rất mạnh, các anh chị có thấy toàn lệnh to đây. Đấy, toàn lệnh to đây và đâu đó có một cái lệnh một triệu cổ cơ, đấy, có cái lệnh một triệu cổ đâu đó đây, cái lệnh lúc 14 giờ hai này có lệnh một triệu cổ vào, đấy thì nó vẫn theo cái mẫu hình cốc tay cầm như em vẽ thôi, đúng không ạ? Như chúng ta đã phân tích ngày hôm qua, là ngày hôm nay nó vẫn đi theo chiến lược của chúng ta không vấn đề gì. Đấy, IDI thì chúng ta mua trước đón đầu và có lợi về t thì nó sẽ không có lợi về giá, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta lại có lợi về t hàng về mà nó bật là chúng ta ăn, đấy, đấy là cái chiến lược mua trong cái thời điểm hiện tại. OK thì tổng quan về thị trường em sẽ đi vào các nhóm ngành anh chị nhá. Đầu tiên là nhóm ngành ngân hàng, nhóm ngành chứng khoán thì ngày hôm nay là bắt là bắt đầu có cái sự điều chỉnh với thanh khoản lớn, là cái phiên thứ hai điều chỉnh với thanh khoản lớn uh, với nhóm ngành chứng khoán rồi. Duy nhất là chúng ta có HCM nó điều chỉnh trước thì ngày hôm nay uh, nó bật tăng nó bật tăng khi mà nó điều chỉnh. Nhưng mà những cái dạng cổ phiếu này thì chúng ta sẽ cần chờ rất lâu bởi vì để nó tạo được cái hình quai cốc như mà em đã vẽ như này thì chúng ta sẽ cần chờ đợi và chúng ta sẽ cần điểm mua ở những cái phiên bên dưới, cái mũi tên em chỉ này. Đấy hiện tại là nó đang vẫn đang chưa về đến đây anh chị nhá. Ờ à, VND ngày hôm nay bị Tây bán rất nhiều đúng không Tây bán rất nhiều nhưng mà uh, cổ phiếu này nó nó thủng đường MA20 này, khá là xấu thì khả năng nó phải về đến dưới này. Đúng không? nó về đến dưới này thì nó mới tạo ra được những cái điểm mua cho chúng ta và kể cả nó có tạo ra điểm mua thì em cũng không ưu tiên những cái nhóm uh, chứng khoán mà nó lên chậm như này đấy SSI này nó lên chậm như này thì em sẽ không ưu tiên mà em ưu tiên những cái mã cổ phiếu dạng như là uh, FTS hay là BSI anh chị nhá đấy thì những cái mã cổ phiếu này khi nào về để mua thì em cũng sẽ nhắn cho anh chị trong room là chúng ta nên mua những cái mã cổ phiếu này ở những cái điểm nào đó cái FTS này ngày hôm nay là nó đóng xấu như này là nó đóng vào ATC đấy anh chị ạ, nó đóng ATC từ 26.85 này xuống 26.4 này thì khả năng rất cao ngày mai thì đâu đó nó cũng sẽ bật ngược trở lại với những cái vùng ATC mà nó đã tạo ra, vùng gáp ATC mà nó đạp như này. Đấy, đây chúng ta có thể nhìn rõ hơn trong đến 5 phút. Đấy, đến 5 phút chúng ta thấy đây nó mở gáp từ trên này xuống đây luôn. gọi nó mở gáp từ trên này xuống đây luôn thì ngày mai khả năng rất cao nó sẽ tăng trở lại để nó lấp gáp. Và cổ phiếu này em dự định là về đường MA10 này chúng ta sẽ mua Đấy, bởi vì trước đây chưa có lần nào nó về MA10 cả và lần đầu tiên nó về MA10 thì khả năng nó bật lại sẽ sẽ có. Đấy, nếu mà ngày mai thị trường xấu đúng không ạ, mà con này nó không bật lại được thì chúng ta sẽ chờ đợi những cái vùng giá dưới. Vùng giá dưới là cái vùng MA20 anh chị nhá. Nhưng mà em tin rằng ngày hôm nay với cái việc mà nó bung cái thanh khoản rất là lớn như thế này rồi thì khả năng cao là ngày mai nó cũng sẽ có sự hồi phục muộn nhất là chiều mai đối với cổ phiếu FTS anh chị nhá. Đấy. và một lát nữa sẽ có những cái mã cổ phiếu dạng như thế này mà chúng ta có thể mua để ăn điểm mua kéo ngược được thì em sẽ phân tích trong cái phần sau. Anh chị lưu ý là chúng ta xem đến cuối video để chúng ta biết được thông tin về những mã đó anh chị nhá. Và nhóm ngành chứng khoán thì ngày hôm nay điều chỉnh rồi, đúng không ạ? SHS thì khi mà nó đã tăng muộn hơn nhóm ngành chứng khoán nó cái việc nó điều chỉnh như này là việc bình thường. Đấy, là cái điều rất là bình thường. Và ngày mai và ngày hôm nay nó đã về gần đến MA5 rồi, đúng không ạ? Thì chúng ta xem ngày mai nó có giữ được cái đường này hay không và cái thanh khoản nó có bung lớn hay không thì chúng ta mới vào bắt còn hiện tại là cổ phiếu này chưa có để mua đấy, chưa có để mua anh chị nhá à, nhóm ngành ngân hàng đúng không ạ thì chúng ta ngày hôm nay có stb tiền vào lúc uh, uh, lúc chiều khá là tốt và nó vẫn đang đánh trong cái mẫu hình này đấy còn lại những cái mã cổ phiếu khác như là mbb đúng không ạ à, mbb à, và shb đấy thì ngày hôm nay là là phiên biến điều chỉnh rất là bình thường shb sau những cái phiên tăng mạnh là những cái phiên điều chỉnh rất là bình thường Đấy, rất là bình thường thôi và hiện tại nó đang điều chỉnh ở cái vùng cản Đấy, còn hiện tại là không có điểm mua đối với những mã cổ phiếu dạng như SHB anh chị nhé TV Bank cũng vậy cũng lên cản rồi đó cũng lên cản rồi và đang chưa có điểm mua những mã cổ phiếu như là CTG ngày hôm nay thì là có phiên rút chân Đấy, nhưng mà em vẫn không đánh giá cao cái sức mạnh của con CTG này nắm khi mà nó đã nó đang đi ngang và cái thanh khoản nó rất là thấp kết quả nó rất rất là thấp và nó không có cái những cái phiên mà kéo lên đúng không ạ? khả năng những cái phiên sắp tới thì nó sẽ có những cái, cái 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 phiên tiền vào kéo thôi nhưng mà uh, mua những cái mã cổ phiếu này chúng ta chờ đợi sẽ hơi lâu hơi lâu một chút anh chị nhé. đó, techcombank thì nó vẫn đang đi ngang trên cản thôi, chưa vấn đề gì cả ngày hôm nay là phiên điều chỉnh. Đó, nhưng là giai đoạn hiện tại thì em không thích những cái mã cổ phiếu ngân hàng mà uh, nó vẫn giữ được cái đà tăng lắm, đúng không ạ? thì nó vẫn nó nó vẫn yếu và nó đi ngang, Đấy, nó hết dư địa cho chúng ta mua rồi. Đấy, ví dụ như là con SHB này đúng không? nó hết dư địa cho chúng ta mua khi nó tăng tăng đến cản rồi. Tibank cũng vậy, hết dư địa mua khi tăng đến cản rồi đúng không ạ? Còn những con như là STB đúng không ạ? Nó đang có những cái mẫu hình thu hẹp biến động như này, chúng ta có thể nhìn rõ ràng luôn anh chị nhá. Đâu rồi. Đây, chúng ta có thể nhìn rõ ràng là cái mẫu hình thu hẹp biến động của nó luôn. Đấy thu hẹp biến động dần đấy thì đến cái uh, cuối cái đà thu hẹp biến động này khả năng rất cao nó sẽ có một cây bật thì chúng ta sẽ bán được cây bật đó đúng không ạ ngày hôm nay chúng ta cũng đã mua rồi và mua từ buổi sáng được giá rất là tốt rồi và dòng tiền cuối phiên nó cũng đã xác nhận đi vào rồi thì chúng ta không cần phải lo lắng quá nhiều đối với cổ phiếu stb này nếu anh chị nào chúng ta đang cầm hoặc là chúng ta mua mới trong ngày hôm nay anh chị nhá Nhưng ngành bất động sản thì ngày hôm nay chúng ta có long điền với cái tin tức xấu đúng không ạ? cái, cái tin tức xấu này thì thực ra nó đã ra mấy hôm trước rồi nhưng mà ngày hôm qua nó đã public lên mặt báo và lập tức LDG ngày hôm nay sàn đấy thì đối với những mã cổ phiếu mà nó sàn như này ạ thì chúng ta có nên bán trong cái phiên ngày hôm nay không thì đối với cái quan điểm của em thì với cái việc mà nó sàn ngay trong phiên như thế này và nó chất sàn hơn 4 triệu cổ như này thì kể cả cái bán chúng ta cũng sẽ không bán được đấy và chúng ta cũng không nên bán ở những cái phiên như này và chúng ta sẽ đợi nó về những cái vùng hỗ trợ bên dưới những cái vùng mà nó có cái lượng cầu vào để nó đẩy giá cổ phiếu đi lên thì chúng ta sẽ chờ về đấy chúng ta sẽ mua đúng không? chúng ta sẽ mua thêm và đợi những cái pha hồi phục lên rồi chúng ta bán, đấy. Rồi chúng ta bán anh chị nhá. Chúng ta không bán ở những cái phiên như thế này. Chúng ta không bán ở những cái phiên dạng như thế này. Chúng ta hãy cứ cầm lấy nó đi, kệ nó đi, vứt nó đi, để lại một chỗ đi. Đấy. Để để khi nào mà nó hồi thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ 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 bán anh chị nhá. Giống như là cái con long hậu cái đợt này này, anh chị thấy không? Cái đợt này con long hậu nhá. Đây, nó rơi sàn rất là nhiều phiên này, anh chị nhá. Đấy, nhưng mà khi mà nó về đến những cái vùng hỗ trợ đúng không ạ? Khi mà nó về đến những cái vùng hỗ trợ này là nó có lực cầu tham gia và lực cầu tham gia rất lớn đúng không? lực cầu tham gia rất lớn đây đấy thì ở những cái phiên này là những cái phiên mà chúng ta có thể là mua vào để chúng ta bán ra chúng ta sẽ cân bằng được cái 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 cái, cái lợi nhuận cũng như là cái rủi ro của chúng ta uh, khi mà nó đã có cái dấu hiệu mà nó hồi phục như này đấy. trả dụng anh chị kẹt ở trên vùng giá 50 đúng không ạ về đây chúng ta mua thêm thì lên đây bán đâu đó chúng ta cũng sẽ gỡ được một ít phần lỗ mà chúng ta chỉ còn lỗ ít thôi đấy đặc biệt là những cái mã cổ phiếu sàn nha thì anh chị lưu ý nha chúng ta sẽ không hoảng loạn và bán tháo vậy nên là chúng ta sẽ cần những cái phương pháp đó là chờ đợi đúng không ạ chờ đợi trong cái lúc mà cổ phiếu đang rơi như này để đến khi mà nó ngừng đà rơi nó có cái dấu hiệu quay đầu thì lúc đấy chúng ta mới mua cổ phiếu hoặc là lúc đấy chúng ta mới bán ra tùy cái chiến lược của anh chị anh chị nhá đấy, đặc biệt là lưu ý cho em những cái điều như vậy ngoài ra thì nam long cũng như là nam Từ liêm là những cái mã cổ phiếu tăng mạnh trong cái những cái phiên ngày hôm qua cũng như là hôm kia thì ngày hôm nay nó đã quay đầu điều chỉnh rồi đúng không ạ đích sale thì vẫn rất là uy tín, vẫn rất là đậu trên vùng cản uy tín luôn, đúng không ạ? Không có vấn đề gì phải lo lắng khi mà chúng ta đang cầm đích và sell, đấy, sell nó cũng điều chỉnh thôi nhưng mà điều chỉnh về nền, đấy điều chỉnh về vùng nền hiện tại nó đang đi ngang, chưa có vấn đề gì xấu, thanh khoản không lớn. đó, uh, SCR hay là TDC cũng thế cũng quay ra điều chỉnh nhưng mà những cái mã này thì em không khuyến nghị tham gia anh chị nhá, không khuyến nghị trong cái thời điểm này uh, cần chờ nó điều chỉnh sâu hơn đối với những mã cổ phiếu này bởi vì anh chị thấy không cái đà tăng của nó rất là ngắn. Đúng không? cái đà tăng rất là ngắn, vậy khi nó rơi thì cái việc mà nó nảy lên mạnh giống như đích xeo nó sẽ là không có anh chị nhá, nó rất là hiếm. Đấy, bởi vì anh chị hình dung là một cái quả bóng khi mà nó rơi từ trên cao xuống, chúng ta có thể thấy được rằng những cái mã của những cái quả bóng nó rơi từ trên cao xuống nó sẽ nảy lên mạnh hơn là những cái mã cổ phiếu nó rơi từ cái tầm thấp. Đấy, vậy nên là uh, nó cũng giống như là cổ phiếu thôi. Đích xe tại sao em lại cho anh chị bắt vào cái phiên ngày hôm 10 tháng 4 đúng không ạ? Bởi vì những cổ phiếu này nó có đà tăng rất là mạnh. Vậy khi nó rơi với thanh khoản lớn thì cái việc nó hồi phục sẽ rất là là uy tín cũng như là cái xác suất hồi phục nó sẽ cao hơn những cái mã cổ phiếu mà nó không tăng mạnh. đó anh chị lưu ý với em cái điều đó. điều đó và bất động sản khu công nghiệp thì ngày hôm nay chúng ta có cái mã kbc đúng không ạ ngày hôm qua thì làm phiên khá là xấu khi mà tăng rất là mạnh vào buổi sáng và bị bán ngược trở lại thì cái mã này đâu đó nó cũng sẽ cần đi ngang trong cái vùng ở uh, trong cái hộp đa vát này đúng không ạ hộp đa vát này đấy và khi mà nào mà nó có cái tín hiệu chớm bật lên đây nhá thì anh chị đừng mua vội anh chị đừng mua vội và chúng ta sẽ chờ nó test về uh, những cái vùng nền bên dưới này của nó thì chúng ta mới mua nhá những cái phiên bật trong cái thời điểm hiện tại thì anh chị đừng mua vội anh chị đừng mua vội ví dụ như có hdg này hôm qua có rất là nhiều người mua thấy nó tăng phiên thứ hai và um, tăng phiên thứ hai và À, tăng với thanh khoản lớn Đấy, ngày hôm nay nó quay lại điều chỉnh thì có phải là có phải là ai mà mua ở những cái lúc mà nó tăng mạnh thì ngày hôm nay điều chỉnh sẽ run không đúng ạ Tại sao chúng ta không mua những cái vùng giá lúc mà nó đỏ mà chúng ta mua xanh làm gì giống như là DPG đúng không ạ bên em mua cái phiên nó đỏ ngày mùng 10 tháng 4 là cái phiên điều chỉnh thứ ba ai cũng nhìn thấy nó rất là xấu điều chỉnh với cây nến rất xấu này đúng không ạ nhưng mà hôm sau nó bật lại ngay và cái phiên hôm sau nữa thì nó cho chúng ta lợi nhuận đó vậy nên là trong cái thị trường này chúng ta cố gắng là chúng ta mua lúc mà đỏ và chúng ta bán lúc mà thị trường hưng phấn anh chị nhá Đấy. và chúng ta hãy lưu ý đến những cái vòng quay của cổ phiếu những cái cổ phiếu nào mà nó tăng rồi đúng không ạ thì thôi chúng ta không tìm mua nữa và chúng ta tìm mua những cái mã cổ phiếu nó đang điều chỉnh Đấy, nó đang điều chỉnh dạng như là ngày hôm qua FRT nó điều chỉnh như này đúng không ạ thì mấy ai dám mua đúng không ạ mấy ai dám mua và ngày hôm qua thị trường tăng trần dầm 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 này mà con này nó điều chỉnh thì ai dám mua người ta toàn mua những cái mã tăng mạnh thôi đấy nhưng mà ngày hôm nay những cái mã đi điều chỉnh thì những cái mã mà ngày hôm qua nó điều chỉnh ngày hôm nay nó lại tăng đấy thì bên em cũng bắt FRT ngày hôm qua ngày hôm nay cũng đã có lợi nhuận rồi đấy anh chị phải lưu ý trong cái thời điểm này chúng ta phải cực kỳ tỉnh nhá cực kỳ tỉnh đấy và trong những cái phiên tiếp theo cũng như là phiên ngày mai chúng ta sẽ có những cái mã cổ phiếu bắt được Đấy, thì anh chị nào mà chúng ta quan tâm đến những cái mã cổ phiếu này thì anh chị lưu ý là anh chị hãy nhắn tin cho em bằng cái số bên dưới màn hình này thì em để em thêm anh chị vào cái nhóm uh, khuyến nghị cổ phiếu và cái room cộng đồng của em anh chị nhá đây em có một cái room cộng đồng này thì trong này em cũng có khuyến nghị cổ phiếu cho anh chị thì anh chị có thể là bấm vào cái link bên dưới phần mô tả hoặc liên hệ với em qua số điện thoại bên dưới màn hình để em có thể thêm anh chị vào room này còn anh chị nào mà muốn về làm khách hàng của em và cảm thấy cái chiến lược đầu tư của em nó phù hợp với anh chị thì anh chị có thể liên hệ với em bên bằng cái số điện thoại bên dưới và chúng ta sẽ cùng uh, uh, đồng hành với nhau trong cái thời gian sắp tới. Thì cái điều kiện vào room khách hàng nó sẽ rất là đơn giản thôi. Anh chị có thể là mở tài khoản, gắn ID L358 của em Minh hoặc là chúng ta sẽ có thể tham gia bằng cách khác. Thì cái cách khác là cách gì anh chị có thể nhắn tin trực tiếp cho em, chúng ta sẽ cùng trao đổi anh chị ha. Ok thì ngoài những cái nhóm ngành uh, bất động sản, chứng khoán và ngân hàng ra thì chúng ta có nhóm ngành nhóm ngành thép chúng ta cũng đã cùng phân tích rồi đây là một cái nhóm ngành rất là yếu và anh chị nào có thì chúng ta sẽ canh nhịp hồi thì chúng ta chúng ta bán anh chị nhá ngoài thép ra thì chúng ta có uh, dầu khí chúng ta phân tích rồi này đầu tư công cũng vậy ngày hôm nay có C 4 G đúng không ạ đã quay ra điều chỉnh sau cái nhịp tăng này rồi thì anh chị có thấy là C4G là một cái cổ phiếu ngày hôm qua em cũng đã phân tích rồi nó là được lái trong cái nhóm ngành đầu tư công này chứ không phải là để cổ phiếu này nó kéo cả dòng lên anh chị nhá nó không có chuyện là nó kéo được cả dòng lên đâu bởi vì những cái mã cổ phiếu như là HHV hoặc là KSB cũng như là LCG nó là những cái mã cổ phiếu nó tích lũy rất là lâu trên cái vùng cản của nó và khi mà tích lũy đâu này nó không bật được mà nó còn gãy như này thì nó vẫn còn những cái thời gian rất là dài phía sau để nó tích lũy vậy nên là để C4G nó có thể kéo những cái mã cổ phiếu này lên thì là cái điều rất là khó khăn trong cái thời điểm hiện tại vậy nên chúng ta đừng kỳ vọng là nhìn thấy C4G tăng là chúng ta mua những cái mã cổ phiếu đầu tư công khác anh chị ha đó ngoài ra nhóm nhà ở xã hội ngày hôm nay chúng ta có Long Điền sàn ngoài ra thì những cái mã cổ phiếu còn lại vẫn là nằm trong nhóm bất động sản không có gì đặc biệt cả đó. vật liệu xây dựng cũng vậy Nhóm vật liệu xây dựng là cái nhóm ngày hôm nay Nó cũng giống như là đầu tư công Vẫn là những cái mức điều chỉnh của nó thôi Đấy ờ, Nhóm cao su thì hôm nay, ngày hôm nay chúng ta có DPR đúng không ạ Cũng bật tăng nhưng mà Nhóm này nhìn chung là yếu anh chị ạ Cao su không nên tham gia thời điểm hiện tại Vì nó không có câu chuyện gì cả Đấy Có một cái nhóm vận tải cảng biển thì Chúng ta có GMD ngày hôm nay tăng Sau những cái nỗ lực hồi phục của nó ờ, Giống như là cái Những cái mẫu hình này anh chị có thấy giống như là STB không ạ Đây ạ một là mẫu hình vòng cung này sau chúng ta sẽ có một cái cốc này đúng không ạ từ cái cốc này nó di chuyển lên và nó bật tăng ở miệng cốc miệng qua cốc đấy nó là mẫu hình cốc tay cầm đúng không ạ GMD đúng không ạ? Chúng ta có vốt ngày hôm qua đúng không ạ? Tuy là một cái phiên tăng khá là đẹp vốt ngày hôm qua nhưng anh chị có thể thấy không? Ai đua xanh vốt ngày hôm qua nhá, ngày hôm nay có thể thấy là lỗ luôn, có khi còn lỗ luôn. Ngày hôm nay đóng một cái cây nến rất là xấu. Đấy, đóng lên xấu như này thì khả năng nó sẽ test về vùng nền thôi, không vấn đề gì cả, đúng không ạ? chúng ta có nếu mà mua ngày hôm qua thì chúng ta cũng không, không cần quá lo lắng bởi vì những con cổ phiếu này nó có dòng tiền vào rồi thì cái việc nó test về sâu như này là chuyện bình thường đúng không ạ xuống dưới thì nó sẽ nảy lại thôi anh chị yên tâm với cái điều đó Đấy, ngoài ra thì những cái mã cổ phiếu vận tải khác thì không có câu chuyện gì quá là đặc sắc trong thời điểm hiện tại vip viết, viết các thứ tăng uh, mạnh giống như vốt trong thời gian qua nó cũng quay ra điều chỉnh thôi nhưng mà những cái mã này không phải là những cái mã mà em có ý định tham gia anh chị nhá với cái chiến lược đánh của em là những cái mã vận tải này là em không có ý định tham gia bởi vì nó không phải là những cái mã uh, đánh theo thị trường và nó không có câu chuyện gì trong cái thời điểm hiện tại cả đó uh, tiếp theo là cái cái dòng mà phân bón hóa chất ngày hôm nay chúng ta có CSV Trần đúng không ạ đây là một, một cái cổ phiếu phân bón hóa chất nó chạy sau trong nhóm ngành khi mà DCM cũng như là DPM nó chạy trước rồi đấy, thì nhóm ngành hôm nay nó chạy sau chúng ta có DGC hôm nay tăng cũng rất là mạnh đấy tăng rất là mạnh và đã vượt cản chéo rồi thì chờ test lại chúng ta mua nhưng mà những cái nhóm ngành dạng như này ấy, thì là em cũng không ưu tiên trong thời điểm hiện tại anh chị nhá chúng ta chỉ quan tâm đến chứng này bất động sản và một số mã cổ phiếu nó có câu chuyện đặc thù trong cái thời điểm hiện tại như là FRT đúng không? có Covid thôi đấy thì chúng ta quan tâm thôi. Ngoài ra chúng ta không quan tâm đến những cái nhóm khác. Đó. Và một số những cái mã cổ phiếu anh chị có thể quan tâm khi mà nó sắp tới nó sẽ, em nghĩ là nó sẽ có điểm mua trong thời gian tới anh chị nhá. Đó là IDG, IDG đó. Một cổ phiếu tăng rất là mạnh, tăng liên tục và chỉ có một đến hai phiên điều chỉnh, đúng không ạ? thì khi mà nó rơi thì cái xác suất rất là cao nó sẽ có cái nhịp nảy lại. Đấy. Và chúng ta sẽ tìm kiếm lợi nhuận ở những cái phiên nó nảy lại như thế. Đấy. Thì hôm nay IDG nó giảm và nó thủng em 5. thì cái target tiếp theo em đánh giá là nó sẽ có thể là nó điều chỉnh về cái đường MA10, tức là cái đường màu xanh này. nơi mà nó điều chỉnh một phiên và nó bật lên cái phiên ngày mùng 7 tháng 4 thì khả năng rất cao về đây thì chúng ta có thể bắt được anh chị nhá. Anh chị lưu ý nhá, ngày mai mà nó giảm mạnh với thanh khoản lớn về đường MA10 là anh chị có thể thăm dò với mã cổ phiếu IDG. Đấy, anh chị giống nhìn nó giống cái giai đoạn trước không ạ? Khi mà IDG cũng đã tăng một Uh, mạch rất là dài rồi đúng không ạ? Và nó rơi hai phiên. Đấy nó rơi hai phiên về cái đường MA10, tức là cái đường này, cái đường màu xanh này này. Đấy, khi nào mà chúng ta thấy là bắt được là chúng ta sẽ bắt ở những cái đường MA10 này, đó. Và anh chị có thấy không khi bắt ở cái phiên này đúng không ạ? Lợi nhuận về hàng về sau khi hàng về sao? Nó đâu nó khoảng 16% đấy không phải đùa đâu anh chị nhá. Đấy vậy nên là anh chị lưu ý với những cái mã cổ phiếu dạng IDG này. Mà đã lưu ý IDG hàng của anh Lăng thì chúng ta lưu ý những con như là API nhá, cũng tương tự như vậy ạ? Nó đã rơi rồi. ngày hôm nay bung thanh khoản rồi và làm cái phiên giảm thứ ba. Thì có thể là về cái đường MA10 này là chúng ta có thể bắt. Đấy, nếu mà ngày mai nó có giá đỏ. Đấy. Ngoài API ra chúng ta còn có thể quan tâm APS đúng không ạ? Cũng đã đã giảm ba phiên và về đường MA10 rồi. Đấy. Nhưng mà con này ngày mai về đây thì chúng ta chưa bắt vội anh chị nhá, chưa bắt vội nhá. Phải đợi nó bung vôn lớn lớn một chút nó có thể là nó thủng cái đường em 10 này xuống này dưới là MA10 một chút và lấp cái gáp này, tức là cái gáp vùng giá 11.6 này thì chúng ta quan tâm đến cái mã này anh chị nhá. Đó, ngoài ra còn một mã nữa trong nhóm ngành bất động sản là Nam Từ Liêm cũng đã tăng rất mạnh. Và ngày hôm nay điều chỉnh thủng đường MA5. Đấy thì khả năng rất cao là những cái vùng hỗ trợ bên dưới của nó là cái vùng nền mà nó đã xây ra trước đây là cái đường MA10. Thì cứ về đến đây là chúng ta sẽ dính bắt thôi anh chị nhá. cứ dính bắt thôi. Đây anh chị có thể thấy là trong những cái nhịp rơi trước của nó đúng không ạ khi mà nó về đến đường em 10 nó bắt đấy mà mà chúng ta bắt đây về em 10 tức là cái phiên ngày mùng 1 tháng 12 này đâu đó lợi nhuận mà khi bắt đúng những cái phiên này đâu đó nó cũng rơi vào khoảng 7 8 đấy cũng không phải là ít đâu Nên anh chị lưu ý nhá đó đầu tiên là cứ phải để ý IDG đã đúng không ạ sau chúng ta để ý sang API và APS đấy và có nam từ liêm nữa anh chị nhá đấy là những cái mã cổ phiếu anh chị có thể để ý và bắt để chúng ta bắt những cái nhịp rơi của những mã cổ phiếu này chúng ta ăn nhịp hồi của cổ phiếu đó ok thì thị trường loanh quanh lại ngày hôm nay là một phiên điều chỉnh và thanh khoản nó cũng đã thấp đi một chút rồi đúng không em theo em đánh giá thì dòng tiền hiện tại là đang khá yếu và nó phân hóa sang những cái nhóm ngành có câu chuyện và những cái mã cổ phiếu mà nó chưa tăng đấy, và việc của chúng ta là tìm những cái mã cổ phiếu đó để chúng ta mua lấy vị thế cũng như là thăm dò đấy thì với cái phương pháp này trong cái thời gian vừa qua khoảng một tuần vừa qua thì em test thấy là khá là tốt khá là ok anh chị có thể là áp dụng đấy, còn anh chị nào mà chúng ta có cùng chiến lược và chưa biết mua ở ở điểm nào cũng như là mã nào thì anh chị có thể là inbox cho em hoặc là anh chị có thể là về làm khách hàng của em minh thì em minh cũng sẽ thêm anh chị vào cái room khuyến nghị cổ của phiếu của anh chị nhá thì ở đây thì em cũng sẽ khuyến nghị cổ phiếu hàng ngày đấy hôm qua đây hôm qua em có khuyến nghị là FRT đây đấy, ngày hôm nay hàng về có lãi rồi anh chị nhá DPG uh, uh, khuyến khuyến nghị hôm kia Hôm kia hôm kia thì hôm qua về đã có lãi hơn 5% rồi Ngày hôm nay thì cũng mở gáp đầu phiên thì cũng bán rồi Đấy Thì anh chị nào mà chúng ta muốn có điểm mua cụ thể như thế thì anh chị có thể inbox để em thêm anh chị vào room khách hàng anh chị ha còn thị trường của chúng ta hiện tại là vẫn đi ngang ở đây đúng không? vẫn đi ngang ở đây về cái phần nến ngắn Nến một giờ thì theo em quan sát là nó chưa có gì xấu cả đúng không ạ nó vẫn đánh theo cái cái nhịp kéo xả thôi đúng không? chúng ta cứ tận dụng những cái nhịp kéo xả của thị trường thôi không vấn đề gì cả cuối phiên nay cũng có cái sự rút chân khá là tốt rồi cũng vấn đề gì cả anh chị nhá, anh chị không phải lo lắng quá nhiều khi mà thị trường đã tăng 10 phiên rồi. Thì nó điều chỉnh như này là điều rất là bình thường thôi. Quan trọng chúng ta có bắt đúng cổ phiếu hay không, đúng không. Không thì chúng ta cứ nhìn chỉ số mà giảm như này chúng ta không dám bắt. Đấy, không dám bắt. Thế là cái điều em nghĩ là hơi là đáng tiếc. Chúng ta vẫn có thể là túc tắc kiếm tiền trong cái giai đoạn mà thị trường điều chỉnh này. anh chị ha. Ok, thì video nhận định thị trường của em ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cũng xin cảm ơn anh chị đã dành thời gian ra lắng nghe và anh chị nhớ rằng uh, hãy cho em một like cũng như là muốn đút đăng ký bởi vì những cái thứ đó là sẽ là miễn phí và có thể giúp em có động lực ra thêm nhiều video bổ ích cho anh chị anh chị ha có anh chị nào mà chúng ta có cùng chiến lược đầu tư với em thì có thể về làm khách hàng với em minh anh chị nhá ok thì chúc anh chị một buổi tối vui vẻ và phiên giao dịch ngày mai chúng ta có phiên giao dịch thuận lợi và thành công chào tạm biệt anh chị bye bye